Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Tiếp tục một cái video ngày 14 tháng 4. Em lại lên giới thiệu với các bác một số máy dàn rồi rẻ mã này. Rồi đặc biệt có một cái cặp loa Onkyo đời cao sơn bóng các bác nhá. Có nhiều bác bảo muốn cặp loa sơn bóng, tí nữa em giới thiệu cặp loa này nhá. Đấy, đang đời cao các bác nhá. 10 cục rẻ mã và 4 bộ dàn các bác nhá. 4 bộ dàn. 4 bộ dàn các bác nhá. Và sẽ giảm cái âm ly này, âm ly hôm qua con đăng lên này. Hôm nay xả bớt giá cho các bác nhá. Rồi cũng như thường lệ em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một các bác nhá. Đầu tiên là bộ dàn Onkyo. Bộ dàn Onkyo dòng có USB các bác nhá, dòng N7 có USB. Thì con này chạy USB này, chạy CD này, giải mã không cần mồi này, có thể mở rộng Bluetooth được nhá. Không ngại người. Đặc biệt nó có một khiển học nhưng mà chạy chuẩn chỉnh full chức năng lực nhá bác nhá. Đấy, cái khiển này thì có thể chỉnh bắt chép các thứ được, lưới liếc đầy đủ. Quay phía sau cho các bác coi này. Đó, loa đẹp xuất sắc luôn. Đó. Hiện tại em nó cũng có cắm cổng quang ở đây và giải mã ra cái âm ly này các bác nhá. Thì em sẽ chuyển sang chế độ giải mã. Đây là chạy CD các bác nhá. Cho dù biết. Đó. USB thì có test rồi. Test chạy ngon lành hết này nhá. Đó. Mở rộng Bluetooth được. Đây em chuyển qua chế độ digital này. Cái giải mã này thì nó không có liên quan đến cái phần công suất này đâu. Ví dụ như mình có muốn mở loa này thì mở lên. Ông vặn về nhỏ thấp nhất này. Đó, chuyển qua cái âm ly này. Âm ly bật lên, thấy không? Đó. Cái giải mã gùn dai dai nhá. Rồi. Rồi cái bộ dàn này em đang bán với giá 2,6 triệu các bác nhá, có cả khiển. Nếu bác nào không lấy khiển thì trừ 100 ngàn. Thì các bác cứ nghiên cứu những cái bộ dàn có USB này, các shop khác họ bán đều khoảng 3 triệu rưỡi trở lên nhá. Hôm nay bên em bán 2,6 triệu. Nếu không lấy khiển thì còn 2,5 triệu thôi ạ. Sang các bộ này là bộ số 1 các bác nhá. Thì xem kẽ bộ số 1, số 2 thì em sẽ giới thiệu thêm cái âm ly này. Cái âm ly này là dòng Onkyo A701XD các bác nhá. Dòng này là dòng có giải mã cổng quang các bác nhá. Công suất 215W. Con này thì quá gấu rồi. Thì hôm qua em có giới thiệu kỹ hôm qua đó. Đấy. Đây có cổng đùng trục này, cũng cổng quang in quang giải mã, có con chip giải mã 1541 các bác nhá. Đó. Cái âm ly này hôm qua em bán với giá 5 triệu á, có bác kia bác chốt mà bác không lấy thì hôm nay em giảm giá bớt 300. Còn 4,7 triệu các bác nhá. Con này hôm qua anh bác nào xem cái video hôm qua em có test kỹ, bao là hàng đấu giá đẹp xuất sắc luôn nhá. Đẹp cực kỳ kỳ đẹp luôn. Đó. Có cổng quang cho các bác chơi nhạc số luôn, khỏi về qua giải mã các bác nhá. Em test đầy đủ rồi, cổng quang cổng đúng trục đầy đủ luôn. Con này gấu, con này nặng khoảng 20 kg ấy. Chơi có thể làm công suất ghép băng số lên đánh những cặp loa bass 40 thoải mái các bác nhá. Đó. Giá 4,7 triệu. Rồi sang bộ số 2. Bộ số 2 này B7 nhá. Bộ này bộ khác của bộ hôm qua nhá, bộ hôm qua em bán rồi, em có mấy bộ B7 cơ. À B8 xin lỗi, bộ này bộ B8 nhá. Nó là đàn anh của B7, nó là đồng B thì nó là lớn nhất rồi. Bộ này còn tương đối là đẹp. Đấy, CD đầu tốt nhá, màng này màng trắng, cái dòng này màng nó giống N7 với N9 này. Loa thì loa bóng nhá. Đấy, bóng kiểu Bino. CD đầu tốt. Em có một khiển này để chỉnh gần như full chức năng của cái bộ dàn này luôn. Chỉnh bắt chép luôn nhá. Bộ này có giải mã các bác nhá, nó hơn con B7, con B7 nó không có giải mã mà con này có giải mã các bác nhá. Giải mã ra hai thiết bị khác nhau được, nó rất là tiện lợi luôn. Loa đẹp nhá. Đây. Đây, loa. Đấy, hai cổng ra, cổng quang in out đầy đủ. Có súp cổng súp out luôn. Bộ còn đẹp nhá. Giá 2 triệu, cũng giống bộ qua đây, bộ qua 2 triệu thì bộ này cũng bán 2 triệu các bác nhá. 2 triệu nhưng nó khác con B7 các bác nhá. B7 thì nó không có cổng quang, con này có cổng quang và đời cao hơn. Loa thì loa bóng nhá, bóng piano. Còn rất là đẹp nhá. Loa trắng. 2 triệu số 2 các bác nhá. Rồi sang số 3.
Số 3 là bộ dàn MG33 các nhá. Đàn ông MG33, dòng này được cao rồi. Đây loa đàn ông rất là đẹp luôn, MG33. Này có chỉnh bát chấp trên máy luôn nhá. Đó. Giải mã ra hai tiếp vị khác nhau được. Rất là mít luôn. Có lưới đầy đủ các nhá, loa này. Loa phía sau này còn rất đẹp nhá. Có cổng quang in out đầy đủ. Rồi giải mã hai thiết bị khác nhau được. Có lưới đầy đủ. Bộ dàn em bán với giá, đây quay rõ cho các bác. Đấy, bộ dàn em bán giá 2,3 triệu các bác nhá, 2,3 triệu. So với trước đây là bây giờ cực kỳ rẻ nhá, các bác cứ nghiên cứu đi. 2,3 triệu bộ dàn MG33 số 3 không nhá. Rồi sang số 4. Số 4 thì bộ dàn này cũng tóm lại hình thức thì tương đối giống cái bộ dàn MB33 nhưng nó là ME33. Thì ME33 nó khác với G33, cái này nó nằm ở cái hai tấm ván cho nó nghiêng nghiêng nha, chứ không phải là nó để phẳng lên nó đúng này thôi. Bộ này CD đầu tốt này, cũng có chỉnh bắt chất trên máy luôn. Đó, đây, chỉnh bắt chất trên máy luôn. Loa thì tuyến loa nó giống hệt nhau, hai con nó giống hệt nhau tuyến loa và cục cũng giống nhau thôi. Cũng chức năng giải mã không cần mồi, hai thiết bị nha khác nhau được, con này ME33. Loa thì loa này là ME55 giống nhau các bác nhá. Thì cái dòng này với dòng này nó khác nhau ở đoạn đằng sau này sẽ có dán hết, còn đằng này không dán, cũng công suất 100W nhá. Giải mã hai thiết bị khác nhau được. Cũng giá 2,3 triệu các bác nhá. Hai bộ này. Bộ này cũng 2,3 triệu số 4 các bác nhá. Đó. Rất là tiện cho các bác chơi những dòng đàn ông bass rất là hay luôn nhá. Có chỉ bắt trên máy luôn. Hỏi về nghĩ ngợi. Rồi. Bộ cuối cùng đấy, 2,3 triệu các bác nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu các bác cặp loa của hãng Đàn Ông các bác nhá. Dòng cao cấp, lưới đầy đủ, lưới đẹp luôn, loa sơn bóng nhá, bóng Biono. Đấy còn rất là đẹp, vuông thành thắt cạnh nhá. Cặp loa có tên model NX10. Đấy, các bác xem NX9 thì nhiều rồi, N10 thì rất là hiếm, mã số 2511. Cực kỳ đẹp, hiếm đẹp nhá. Và cái dòng này thì nghe chắc chắn là chất rồi, hay rồi. Đó. Cặp loa này đang bán với giá 1,5 triệu các bác nhá. So với trước đây thì cực kỳ rẻ đấy. Cặp loa này hiếm lắm. 1,5 triệu. Rồi sang tiếp tục em sẽ giới thiệu 10 cục giải mã các bác nhá. 10 cục giải mã. Thì cùng nào nó như thế nào thì em sẽ báo các bác luôn nhá. Thì cùng là chạy CD thì bán chạy CD, còn không chạy CD thì bán giải mã. Đây, số 1. Cục số 1 là cục ME33. Mặt mũi còn đẹp lắm nhá. Mặt mũi đẹp nhưng mà bên hông này nó bị nó có miếng nhựa đây này. Các bác thường thường miếng nhựa này nó kể cập ra cái nó bị gãy. Đấy, gãy cái miếng nhựa dưới này. Nếu các bác để ý này nhìn này thì không nhìn thấy đâu. Đó. Nhưng con này chạy không chạy CD nhá. Con này mắt 23 thôi nhưng em không rõ. Rõ thì chắc là chạy thôi, 23 được đơn giản. Nhưng mà giải mã không cần mồi, chỉ bắt chấp trên máy nhá. Giải mã không cần mồi. Đây, chuyển qua OX này, Opitoco nhá. Chỉ bắt chép này, mặt mũi còn đẹp nhá. Phía sau này, đó, còn tương đối đẹp, cổng quang in-out đầy đủ, giải mã hai thiết bị khác nhau được. Rồi con này em bán xả cho các bác 900.000. Đấy các bác nhìn này thì các bác không thể thấy cái miếng này đâu, mất miếng một tí miếng này thôi. 900.000 các bác nhá, số 1. Đó, các bác về để giải mã, công suất tốt, có chỉ bắt chép nhá, dòng đàn ông thì nó hay rồi. Rồi. Rồi sang sang số 2 này. Số 2 thì dòng 7GX. Cái dòng này á thì lúc nãy em thấy nó chạy CD, nó chạy ngon lành mà. Giờ này là cái đĩa này, đĩa sao không chạy. Đĩa này cái đĩa DVD. Nó chạy không? Lúc nãy chạy ngon lành lắm. Rồi, lúc nãy chạy ngon lành, mày không chạy, coi là không chạy nhá. Bán 500.000 công suất. Con 7GX. Con này thì các bác về lấy chạy, lúc nãy chạy CD. Nhưng mà bây giờ nó không chạy thì thôi. Bán 500.000 cho các bác đi. Con này thì không có cổng quang đâu các bác nhá. Nó chỉ cắm TV bằng cổng AUX nhá.
Đây các bác cắm vào đây này. Có súp ao đầy đủ nhá. Mã số là 5789. Đấy. Có cổng OX, các bác cắm cổng in trên ngoài đấy, xong các bác chuyển chế độ này. Chuyển chế độ nhá. Line này, một cổng này. À. Trong này có MD chạy luôn ạ. Trong này có cái MD. Đấy, cổng hai cổng line nhá. Con này cục công suất, bán công suất được các bác nhá. MD đang chạy đấy, MD có MD, em thấy có MD. Đấy. 500 ngàn các bác nhá. CD là chạy đấy, nhưng mà không hiểu sao nó cái đĩa nó không chạy thôi, nhưng lúc nãy là chạy đấy. Lúc này em ghi 600 ngàn này, bây giờ bán 500 ngàn các bác nhá. Rồi sang cục số 3 là dòng X7A các bác nhá. X7A hôm qua các bác nhiều bác hỏi dòng này lắm. X7A CD độc tốt, giải mã không cần mồi, giải mã hai thiết bị khác nhau được. Lồng đèn xanh, lồng này có cầu loa này. Đấy, mã số là 3763. Con này đèn nó không được sáng như con tí, em có một con đèn sáng hơn. Thì con này em bán 1 triệu các bác nhá. Con này bán 1 triệu, dòng X7A các bác nhá. Bây giờ cực kỳ rẻ đấy, trước bán 1.3 triệu đấy. Số 3 1 triệu. Giải mã hai thiết bị khác nhau được. CD chạy tốt nhá, 1 triệu. X7A. Rồi sang cục số 4, 4 là V3. V3 thì em test thì nó không chạy CD đâu, nhưng bán giải mã cho các bác nhá. Đấy. Đèn điếc còn sáng lắm. Cái dòng này nó cái kính này nó mờ lắm. Như vào cái này nó cũng sáng, con nặng vậy nhá các bác nhá. Dòng V đặc biệt dòng V, nhưng mà nhìn ngoài rất sáng. Rồi con này CD không đọc. Chỉnh bắt chép trên máy luôn. Giải mã không mồi các bác nhá. FM full tần số luôn, bắt hết FM Việt Nam luôn. Con này rất là hay đấy. Giá 800 ngàn thôi. Đây, mã số của nó là 9620. Số 4 800 ngàn các bác nhá. Rồi sang số 5 là dòng N7TX. Đây các bác, mấy bác hôm qua hỏi mấy dòng này. TX và dòng X thì nó giống nhau thôi nhá. Có một cái khiển này. CD đọc tốt nhá, CD đọc tốt. Đằng trước này nó có cái cổng cổng 3.5 in out. Cái cổng này thì các bác có thể mở rộng Bluetooth được nhá. Đây có cái khiển để chỉnh full chức năng được, khiển học thôi các bác nhá. Giải mã hai thiết bị khác nhau được. Mã số là 1562. Cục này em bán 1,1 triệu, có cái khiển, nếu không lấy khiển thì 1 triệu nhá các bác nhá. Đó. Báo giá 1,1 triệu là có cả cái khiển này. Đó. CD đọc tốt, giải mã ra hai thiết bị khác nhau được nhá. N7 nhá, dòng N7TX. Rồi sang số 6 là dòng V77 các bác nhá, CD đọc tốt. CD đọc tốt nha các bác nhá. Đó. V77 mặt sáng đẹp. Còn cặp cái này rất là đẹp luôn. FM full tần số. Đây, FM nhá, full tần số luôn, chỉnh luôn trên máy luôn. Tiện cho các bác là chơi FM nữa. Giải mã không cần mồi nhá, giải mã hai thiết bị khác nhau được. Cổng quang in out đầy đủ nhá. Mã số là 3378 các bác nhá. 3378. Số 6 1 triệu các bác nhá. CD đọc tốt đấy. V77. Rồi sang số 7 là cũng một con V3 luôn, giống con số mấy đây? Giống con V3 số 4. Con số 7 này cũng giá 800 ngàn, CD cũng không đọc và cũng có chỉnh bắt chép máy luôn. Có FM full tần số luôn. Đấy, V3 con số 7 nhá. Cũng 800 ngàn, giải mã ra hai đi à. Giải mã thì con này giải mã một thiết bị thôi. Mã số là 7330A. Nhưng mà con này hai cái là có chỉnh bắt chép và có full FM full tần số. Giá 800 ngàn các bác nhá, số 7 này. Rồi sang con số 8 là dòng X7A. Con này thì đèn sáng đẹp nhá, con này sáng đẹp. Giải mã hai thiết bị khác nhau được, CD đọc tốt, còn đẹp nhá. Đây đọc mã số này. Con này dòng này có cầu loa các bác nhá, dòng cứ bằng 7A 9A có cầu loa. Mã số là 0141, cầu quang như nào đầy đủ, súp ao đầy đủ nhá. Con này bán 1,1 triệu các bác nhá, 1,1 triệu. Đó. Số 8 1,1 triệu X7A Onkyo nhá. Cái dòng Onkyo này các bác ghép loa từ 4 đến 16 ohm luôn, ghép đủ các loại loa luôn các bác nhá. Đó. Rồi con sang con số 9.
số 9 là hôm nay có một con DVD mà nó chạy được cả DVD và CD các bác nhá. Đó. Hiện tại đang chạy DVD, DVD này chắc đang phim hoạt hình sao nó cứ nó chạy giật giật nó nhỏ. Con này dòng DVD hiếm chạy lắm, hôm có bác nào hỏi là có con nào chạy DVD không thì hôm nay lên con này nhá. Đấy, con X7DV số 9. Con này có giải mã nhá, mở rộng 5.1 được, mã số là 9710 của Quang Inao đầy đủ. Mở rộng 5.1 được, con này bán 1 triệu các bác nhá. Số 9 bán 1 triệu. Đèn sáng đẹp nhá. Có thể mở rộng 5.1 này, đấy chế độ này, chế độ 5.1 đấy. Đấy chụp sale này nghe nhạc. Còn chuyển sang chế độ này này đấy, chế độ 5.1 nhá. Rồi sang số 10, số 10 tiếp tục một con V77. Con này thì CD không đọc. FM full tần số luôn. Giải mã không cần mồi, giải mã hai thiết bị khác nhau được nha. Con này thì mã số 4224. Giá 800.000 các bác nhá, 800.000 số 10. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho bác một số sản phẩm mới hôm nay lên. Bác nào có nhu cầu gì thì alo cho em nhé. Bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc thì bên mua về chịu ship. Rồi em có báo giá trực tiếp trên đó nhé. Thế các bác nào cứ xem kỹ đi. Số mấy, model gì, alo cho em. Chứ đừng có nói CD là em không có nhớ CD đâu. Bởi vì số CD thì các bác kiểm tra để kiểm tra hàng thôi nhá. Đó, bên em là cứ phải có cọc mới đi hàng không nhá. Bác nào mà không cọc thì tốt nhất là em không có đi hàng đâu. Các bác thông cảm, phải có cái ấy. Bởi vì cũng có cọc mà nhiều bác còn bón hàng cũng khi là không cọc nhá. Ràng buộc hai bên thôi. Em bán nhiều rồi các bác yên tâm nhá. Số lượng nó tiền bạc thì nó không quan trọng, không chẳng bao nhiêu đâu. Thì em sẽ kể cả các bác, tất cả những hàng em đều cho xem hàng hết nhá. Nhưng bác nào không xem, kể cả các bác không xem mà các bác nhận hàng buổi chiều, xong bác về test mà nhân viên nó về rồi các bác test không được thì các bác cứ điện cho em thì em vẫn cứ hỗ trợ các bác nhé. Bởi vì điện tử thì không thể nói hay được, 100 đơn thì bèo nhất cũng phải có 1-2 đơn nó có vấn đề nhá. Đó, không thể đồ điện tử thì bất cứ đồ gì không thể nói hay được, cho nên là bọn em hỗ trợ các bác đến nhà các bác nghe được như em nói nhá. Rồi bác nào có nhu cầu alo cho em nhé. Bên em cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship, còn chuyển khoản hết em bao ship cho các bác nhé. Ship toàn quốc các bác nhé, bất cứ ở đâu em ship được hết. Đấy. Rồi cảm ơn các bác đã xem video. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ em các bác nhé. Và mua hàng rồi thì nhớ ủng hộ em và chia sẻ giúp em nhé. Rồi cảm ơn các bác, bởi vì các bác phải nhớ là đăng ký kênh và bấm chuông thì các bác sẽ xem được những cái video sớm nhất để chọn lựa những cái món hàng ưng ý nhất. Không nhiều bác cứ hôm nay đăng lên sáng mai hay là mốt để bác mới thấy thì những món hàng ngon thì đã không phải ngon, món nào tiền nào của ấy thôi, nhưng mà những món hàng mà các mình và bác ưng ý ấy, thì đã bán rồi nhá. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá.